Vâng, xin chào tất cả anh chị em cô bác. Chào mừng anh chị em cô bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Mò Mẫm của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì cho em xin được kính chúc anh chị em cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trong buổi ngày hôm qua thì em có lên cái tab cộng đồng và chia sẻ cho mọi người cái dàn giải đặc biệt bắt theo cái giải đặc biệt của ngày hôm Chủ nhật và cái những cái cặp song thủ lô. Thì mọi người đã thấy rằng ngày hôm qua thì đối với cặp 333 song thủ lô 3223 thì nó đã về rực rỡ hai nháy con 32, và cái dàn đề nó lại về có ngay cái chạm 4 và chạm 7. Thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh chị em cô bác đã theo cái kênh trong ngày hôm qua. Và một nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký ủng hộ kênh để kênh có thêm nhiều động lực làm những cái video kế tiếp theo. Ngày hôm nay thì em xin phép là lên nó hơi muộn một chút, bởi vì em cũng không có thời gian tranh thủ chút cái thời gian rảnh rỗi thì em làm video chia sẻ với mọi người. Hy vọng là nó sẽ vẫn kịp để mọi người có thể chơi trong ngày hôm nay. Thì đối với ngày hôm nay thì do cái dàn giải đặc biệt nó đã về ngày hôm qua rồi, thì tức là nó về chặng 4 chặng 7 rồi, thì thôi thì đối với dàn đề thì chúng ta sẽ chờ cái một ngày gần nhất để nó ra một cái chạm 4 hoặc chạm 7 nữa, thì chúng em sẽ chia sẻ cho mọi người cái dàn rút gọn để mọi người chơi. Còn hôm nay để cho mọi người có thể tham khảo thì em sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người những cái cầu lô. Và trong những ngày gần đây thì em có chia sẻ cho mọi người những cái đường cầu lô bạch thủ và những cái đường cầu lô song thủ, thì mọi người cũng có nhắn tin bảo em là bạn nên chia sẻ những cái đường cầu lô, thì cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng thực sự là đối với cầu lô đấy thì tỷ lệ xác suất nó không thể là 100% giống như cái dàn để lui được, nhưng mà nếu bất chiều lòng mọi người thì em cũng sẽ làm video chia sẻ, thì hy vọng rằng mọi người có những cái con số tham khảo để mọi người chơi cho nó phù hợp. Ngày hôm nay thì trở lại với kênh thì em xin chia sẻ cho mọi người một cái con bạch thủ và một cái cặp song thủ lô. Cái đường cầu bạch thủ thì nó được ấy như thế này, thì mọi người có thể tham khảo nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ, em sẽ thể hiện bằng bút màu đỏ trước. Đầu tiên thì mọi người sẽ lấy cái con số thứ 3 của giải 3.3. Con số thứ 3 của giải 3.3 ở đây là cái con số 2 này. Đấy, con số thứ 2 nhé. Và lấy cái con số thứ 3 của giải 4.4. Con số thứ 3 của giải 4.4 ở đây là cái con số 7. Và em sẽ ghép như này, lấy 2 ghép với 7, 2 ghép với 7 thì sẽ được cặp là 2, là con 27. Đó là cái đường cầu bạch thủ thì đầu tiên, và con cái bạch thủ, con đường cầu bạch thủ thứ 2 sẽ ghép như này. Em sẽ thể hiện bằng bút màu xanh. Đầu tiên em sẽ lấy cái con số thứ 4 của giải 2.2. Con số thứ 4 ở giải 2.2 ở đây là cái con số 7. Rồi. Và lấy cái con số thứ 2 của giải 3.4. Con số thứ 2 của giải 3.4 ở đây là cái con số 9. Đấy. Và từ chặng 9 và chặng 7 này, từ chặng 9 và chặng 7 này thì sẽ ghép được 9 ghép với 7 thì sẽ được là cái con 97. Con 97. 97. Đấy. Và thông qua còn cái đường song thủ thì có rất nhiều cái đường này, thì mọi người có thể tham khảo như này. Thì em xin thể hiện bút màu đen. Đường cầu song thủ này thì do cái màn hình này nó không thể viết được nhiều. Nếu viết nhiều thì nó sẽ rất là khó nhìn, thì em sẽ chỉ chia sẻ một cái đường cầu song thủ lô duy nhất. Nhưng thực sự cái đường song thủ lô này nó có mấy đường cơ. Nhưng mà cái đường có thể là mọi người tham khảo cái đường này. Đầu tiên sẽ lấy cái con số thứ 3 của giải 4.3 là ở đây là cái con số 7 này. Đấy. Và lấy con số cuối cùng của giải 7.1 ở đây là cái con số 1 này. Và từ hai cái chạm này, chạm 7 và chạm 1 này, thì mọi người sẽ ghép ra được một cái cặp, đó là cặp 17, 17 và 71. Đấy. Và sử dụng ba cái đường cầu này để chơi trong ngày hôm mùng 7 tháng 4 năm 2024 cho mọi người xem nhé. Trên màn hình mọi người đang theo dõi là kết quả của ngày hôm mùng 7 tháng 4 năm 2024. Đây em xin thể hiện kết quả bằng bút màu vàng để cho mọi người thấy rõ này. Đối với cái con 97 thì mọi người thấy đây. Em sẽ bút màu vàng này, con 97 ở giải 3.1 này. Đấy. Và con 27 2772 đây, 2772 đây, con 27
ở giải 5.5.3 đây và con 1771 do về ở giải 7.2. Tiếp tục vẫn cái đường cầu đấy nhá, thì trong ngày tiếp theo thì sẽ có tìm được này. Em xin xóa những cái đường xóa những cái con số cặp số mà đã tìm được trong ngày hôm 6 nhá, đến ngày hôm 7 tháng 4 này. Đối với đường cầu màu đỏ nhá thì sẽ tìm ra được một cái cặp này, đường cầu màu đỏ này 6 với 1 đúng không? 6 với 1 một à đâu đúng không? 6 6 với 1 thì sẽ được con là 61 nhé, con 61 nhé. Và 8 với 3 sẽ được con 83 nhé, 83 đấy. Và đây 55 sẽ được con 55 nhé, 55 ghi màu đen cho nó phân biệt ra. 55 và bóng của 55 sẽ là 00, bóng 55 sẽ là 00. Và kiểm tra kết quả ngày hôm 8 tháng 4 nhé. Đây, kết quả ngày hôm 8 tháng 4 đây. Đối với kết quả thì em xin vẫn thể hiện bằng bút màu vàng này. Con 15 con 61 61 đây, con 61 đây nhá. Về ở giải 3.3 này. Con 83 83 được rồi. 83. Đây con 83 được, lại về tiếp giải 3.4 này, con 83 nhá. Con 83 tiếp theo này. Con 5500 55 đây, 55 ngay về ngay ở trong cái giải nhất này. Đấy, rồi vẫn cái đường cầu đấy thì trong ngày hôm nay sẽ có gì nhá. Em sẽ xóa những cái con số mà tìm được trong ngày hôm mùng 7 tháng 4 đi. Xóa những cái kết quả đi, xóa những màu vàng như thế nhìn cho rõ này. Bây giờ cái đường cầu màu đỏ này thì nó sẽ tìm ra được con như này này. Đầu tiên một cái năm sẽ được con này, 15 này. 15 này. Đấy. Khoanh màu xanh này, 15 nhá, 15 đến một đường cầu, rồi rồi đến đường cầu màu xanh này, một ghép với năm nữa sẽ được con 15 nữa. Đây là đường cầu thứ hai này, là hai đường cầu chỉ ra đều con ghế 15 này. Đấy. Và đường cầu màu đen này là chỉ ra con cặp 25 52 52. Đấy, đấy là cái ba cái đường cầu và hai cái đường cầu bạch thủ thì nó chỉ đều chỉ ra cái con 15, và đường cầu song thủ là chỉ ra cái cặp 2552. Đây là những cái chia sẻ của em trong ngày hôm nay, và rất hy vọng rằng với những cái video ngắn này thì sẽ mang lại nhiều sự tham khảo cho mọi người. Và mọi người hãy nhớ ủng hộ đăng ký kênh để em có nhiều động lực làm video clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người.